Đầu tiên Dương Hữu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất là từ Thủy Bảy Châu, phần quà của A Thiên Hoa Kỳ hỗ trợ người khó khăn. Dương Hữu thay mặt người cảm ơn, chúc cho em nhiều sức khỏe. Số điện thoại Dương Hữu 0909098469. Cảm ơn quý vị xem chương trình này.